Từ 0 giờ ngày 7 tháng 7, phụ huynh Hà Nội có thể đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 cho con em của mình. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thì từ 0 giờ ngày 7 tháng 7, các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố tổ chức tuyển sinh học sinh vào lớp 6 năm học 2024-2025 theo hình thức trực tuyến. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thì từ 0 giờ ngày 7 tháng 7, để đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6, phụ huynh sẽ đăng nhập cổng thông tin tuyển sinh của Sở theo địa chỉ là https://tsdaucap.hanoi.gov.vn. Sau đó làm theo các bước hướng dẫn. Phụ huynh học sinh lưu ý thời gian đăng ký trực tuyến vào lớp 6 năm học 2024-2025 chính thức bắt đầu từ 0 giờ ngày 7 tháng 7 đến 24 giờ ngày 9 tháng 7. Năm học 2024-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội duy trì hai hình thức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, mầm non, lớp 1, lớp 6, gồm tuyển sinh trực tuyến và tuyển sinh trực tiếp. Thời điểm này, thì cổng thông tin tuyển sinh của Sở đang mở để nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh trẻ mầm non và các trường mầm non. Hạn cuối đăng ký tuyển sinh trẻ mầm non là 24 giờ ngày hôm nay, 6 tháng 7.